Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người chương trình Airdrop nhận token cần Membro. Một token này đã đi trên sàn Uniswap nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay, các bạn clip full thùng tá của mình để mở Telegram, các bạn nút start để chat chatbot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn không bấm vào continue nha các bạn. À, chat swap đây các bạn ơi. Trên đăng TC mư, rồi các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Vì trên thông báo mail của nó lướt cái sàn Uniswap, nó thông báo lộn mà nó lộn luôn các bạn. Rồi rồi các bạn join các bạn seller ba kênh, rồi các bạn bấm vào nút submit tên các bạn, rồi các bạn điền lại username Telegram của bạn các bạn, cộng anh 1133. Các bạn vào ba gạch bên đầu, rồi vào setting copy username các bạn, rồi các bạn cũng điền lại username tiếp tục các bạn, cộng anh 1133. Làm cái góp tiền không có gì liền luôn nha các bạn, phải mắc chờ lâu lắm các bạn. Đây thì cái góp thì nó cũng như là dự án cho các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ TC20 với John các bạn. Rồi mình có để bạn nào không biết tại John thì cứ bắt với phần link video mình hướng dẫn nha các bạn. Mình sẽ dẫn qua tại John và tặng những cái đồng John, 1-2 đồng John cho tất cả các bạn kết quả để làm góp các bạn. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè, các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại combo. Các bạn cứ có những đồng coin góp miễn phí thì các bạn cứ nhận đi bạn. Mai chịu đi sàn biết đâu 5-7 đô một token thì các bạn khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn bấm reset. Mình đã nhận được 10 token Membro rồi các bạn. Con này đã list sẵn chất web, mình cũng là biến qua kiểm tra quá các bạn. Vậy video đem đến đây kết thúc. Khi nào nó về mình sẽ làm cái các bạn video hướng dẫn các bạn sẽ web qua TDS nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.